Thưa quý vị, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa nằm tập trung chủ yếu ở các xã Vĩnh Thịnh, Minh Tân, Vĩnh An với nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động ngay sát quốc lộ 217 và trong các khu dân cư. Làng nghề này đã hình thành từ lâu nhưng phát triển rầm rộ khoảng 10 năm trở lại đây. Điều đáng nói là hiện tại hoạt động của các làng nghề đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân sinh sống ở nơi đây. Trưng bày sản phẩm đá nguyên liệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 217. Nhiều khối lượng đá thải được đổ trực tiếp ra môi trường trong khu dân cư. Bụi bặm, nước thải xả tràn ra đường. Bụi và tiếng ồn ảnh hưởng người dân sống xung quanh. Đây là thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp chế đất đá mỹ nghệ tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù chế đất đá mỹ nghệ là ngành nghề chính tại đây, thế nhưng việc phát triển ồ ạt thời gian qua đã tạo ra nhiều hệ lụy về môi trường cho người dân địa phương. Tại nhiều con đường trong khu làng nghề chế tác đá mỹ nghệ huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, nhiều khối lượng đá thải của các cơ sở chế tác đá được đổ trực tiếp ra môi trường mà không được thu gom xử lý. Bên cạnh đó, nhiều bụi đá, nước thải do hoạt động sản xuất của các cơ sở chế tác đá cũng gây ra hệ lụy về ô nhiễm môi trường sống xung quanh. Bụi thì nó ô nhiễm môi trường, từ khi mình về đây mình ở là vật dụng người trong nhà mình nhé, rất là bẩn luôn. Buổi tối thì tiếng ầm, tiếng cái máy xẻ máy cắt rất là ầm. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng kế hoạch bố trí di chuyển gần 100 doanh nghiệp cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ tại các xã Minh Tân, Vĩnh Thịnh và Vĩnh An vào cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Minh Tân, rộng khoảng 30 hecta. Đồng thời đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp liên quan khẩn trương đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Vĩnh Minh. Trong quý 1, quý 2 của năm 2023, sau khi hạ tầng cụm công nghiệp được đầu tư hoàn thành, thì huyện sẽ di chuyển toàn bộ các cái hộ sản xuất đá mỹ nghệ dọc tuyến quốc lộ 217 và trong khu dân cư vào trong khu công nghiệp để đảm bảo cái môi trường và phục vụ cái việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Việc di chuyển các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ vào cụm công nghiệp là hết sức cần thiết nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại làng nghề chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, kiểm soát các nguồn phát thải, cải tạo môi trường sống, vừa đảm bảo ổn định cuộc sống các doanh nghiệp sản xuất chế tác đá mỹ nghệ